ngày 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận một xe khách vừa đâm vào cổng nhà một người dân tại địa phương này. May mắn là không ai bị thương sau vụ tai nạn, nhất là khi xe này đang đổ dốc và cuối dốc có hàng loạt xe đang chờ đèn đỏ. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Thời điểm trên, xe khách đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc, Nam. Khi đến gần ngã tư đường Lý Thánh Tông cắt Trương Phúc Phấn, phường Lộc Ninh, xe khách bất ngờ bẻ lái lao vào cổng sắt một nhà dân trên đường Lý Thánh Tông. Một người dân tại đây cho biết trước khi lao vào cổng sắt, chiếc xe đã có dấu hiệu bất thường. Tại hiện trường, tài xế xe khách cho biết xe chạy đến đỉnh dốc thì mất phanh. Tài xế nói, khi đó tôi nhìn xuống chân dốc thấy có nhiều ô tô, xe máy đang dừng đèn đỏ, nên đã tìm cơ hội đánh lái qua cổng nhà dân bên cạnh để tránh thiệt hại. Được biết thời điểm xe khách đâm vào cổng nhà dân trong nhà không có người, những hành khách trên xe cũng không bị thương. Sau va chạm, đầu xe và cổng sắt nhà người dân bị hư hỏng nhẹ.